Hello and welcome to another video by Johnny. So in this video, I will be correcting the writing for my students. So we have three students in this class today, but don't worry, Miss New, it's her writing is here, somewhere here, yes. And she will probably benefit from watching this video back. So never mind that. You know, this is a good thing about learning with me because you have all the videos you can just rewatch in case that day you are busy or something like that. You know, you can always rewatch the video and you can still learn very well too. But don't take it for granted, okay? Đừng quá tận dụng điều đó nhé. Don't take it for granted. You still need to go to class. Anyway. Now, so we're working on CAM 10, Cambridge Practice Test number, book number 10, Test 1, Writing Test 2. Bữa nay mình sẽ làm cái sửa bài Writing Test 2, Test 1 và của cấm CAM Practice Test số 10. Đây là Academic học thuật nha mọi người. So, cái bài này thầy cũng đã có một, mình có một cái video để mà hướng dẫn cách làm rồi. Nó nằm ở trong cái danh sách phát này luôn á. Và nó nằm ở một cái video trước, cái video này các bạn cứ lên đó coi trước rồi hãy quay lại video này sau, ok? So basically, I have made a video explaining how to do this particular task too. It is in a video before this video in the playlist. So if you haven't watched that, go check that out, okay? Now, so let's do this one now. It is important for children to learn the difference between right and wrong at an early age. Punishment is necessary to help them learn this distinction. Rất là quan trọng để cho trẻ nhỏ học được sự khác biệt giữa cái đúng và cái sai ở một cái lứa tuổi mà sớm chấm. Cái chuyện trừng phạt thì là cần thiết để giúp chúng học được cái sự phân định này. And then to what extent do you agree or disagree with this opinion? Bạn đồng tình hay không đồng tình với cái nhận định này đến mức như thế nào? So basically, you have to agree because if you don't agree then you cannot answer this question here. Mình phải bắt buộc phải đồng ý thôi. Thì nó không đồng ý mà sẽ không thể nào trả lời được cái câu bên dưới. What sort of punishment should parents and teachers be allowed to use to teach good behavior to children? Cái loại trừng phạt nào các bậc cha mẹ và giáo viên nên được cho phép sử dụng để mà dạy cái hành vi tốt đối với cho trẻ nhỏ? So basically, you have to agree, of course, for punishment. Otherwise, you cannot answer the second question. So be careful with this. Kiểu gì cũng phải agree thôi. Nếu không agree thì mình không thể nào mà mình trả lời câu bên dưới được. Anyway, let's look at Miss Tuna's writing now. Let me make it bigger. Oh my god. The fact that the distinction between right and wrong, which must be learned at an early age by children. So this one, it's a relative clause. Mình đang quan hệ nè. And it gives information about right and wrong. Nó cho thông tin về cái khúc right and wrong này. And then place. No. So basically, the whole thing is a subject. This is a subject. The whole thing. Nguyên cái đống này là chủ ngữ nè. Cái sự thật hiển nhiên rằng. Cái này cái sự thật hiển nhiên rằng. Cái distinction giữa cái right and wrong đóng một vai trò quan trọng. Cái sự thật hiển nhiên rằng sự phân định giữa cái đúng và cái sai mà phải được học ở lứa tuổi sớm bởi trẻ nhỏ đóng một vai trò tối quan trọng. Có vấn đề gì ở đây không? Is there any meaning problem? Meaning logic problem? Coi kỹ lên các bạn, cái nào đóng vai trò quan trọng? Cái sự thật hiển nhiên hay là cái sự phân định giữa cái đúng và cái sai đóng vai trò quan trọng? Phân định giữa cái đúng với sai. Cái phân định đúng sai mới đóng vai trò quan trọng, cho nên cái khúc đầu tiên này là thừa mứa. So basically, it's the distinction between right and wrong that plays a critical role. So you need to remove this one. Okay, however, parents and teachers have trouble in... Are you sure everyone have trouble? Đâu có chắc là ai cũng gặp vấn đề đâu. So, however, parents and teacher. Trouble, it's a very negative word, in my opinion, to be used in this scenario. In this situation, trong tình huống này, cái chữ trouble, rắc rối ở đây á,
nó rất là nặng, không nên sử dụng trong trường hợp này, I think. Các bậc cha mẹ và giáo viên có rắc rối nào? Might. Let's just say not everybody have trouble, you know. Đâu phải ai cũng gặp trouble đâu. Có thể thôi. It's only a possibility, you know. So it's might something. Might. Might not know the might not know the appropriate might not know the appropriate punishment. Các bậc cha mẹ và giáo viên có thể không có biết được cái sự mà trừng phạt hợp lý mà giúp chúng hấp thụ cái sự phân định này, absorb this distinction. No, not really. Which helps them learn this distinction. Let's just use the word learn, you know. It is better to be simple than to be wrong. Thà là dùng từ đơn giản còn hơn là dùng sai, you know. To help them learn this distinction. Và tại sao lại dùng mấy cái might not, could not, mấy cái modal verb nhiều hơn? Để làm mềm mại cuộc tranh luận ra và nó mang tính khách quan hơn, cẩn thận hơn. Không phải ai cũng biết. Mà cũng không phải ai cũng không biết. Nó có thể thôi. So basically, I use more modal verbs. Might, could, can, may to soften the argument, to make it sound more careful and to make it sound more objective too. Okay, let me sit down, please. Been working hard. Okay. Which helped them learn? In my opinion, a flexible punishment, because you are now talking about the flexible or a flexible punishment for the first time. Mình nhắc đến một cái hình phạt mà linh hoạt ở lần đầu tiên trong bài này. Mình phải dùng mạo từ xác định, mạo từ không xác định a, an. You must use a an when you first mention something. Okay? Indefinite article a an. Yeah. Trong nhận định của tôi, một cái sự giáo dục linh hoạt là một cái điều tốt. Okay, then. A flexible punishment is a good way to teach them become behavior well. What? Cái gì thế này? To teach them become behavior well. What? What kind of English is this? To teach them. It's a good way to teach them to behave well. To teach them to behave well, okay? Là một cách tốt để dạy chúng để mà hành xử tốt. To behave well. Okay, so here you're mentioning a flexible punishment. Okay, so this partly answer the question here. Phần này một phần cũng trả lời rồi, tại là bây giờ mình trả lời cái sort of punishment này. So you partly answer this. Okay, so punishment, so now it's body part, thân bài nè. It's an efficient way to help children perceive what is wrong behaviors. Ủa câu này đâu phải câu hỏi đâu. This is not a question, you know. This is absolutely not a question. Cái sự trừng trị là một cách mà hiệu quả để giúp trẻ nhỏ phân định những hành vi sai trái. To help children perceive what behaviors are wrong. Thầy ơi, cái từ efficient ở đây dùng được trong cái tình huống này hay là dùng No, effective hơn? it's effective because why? Effective means they can perceive yes or no. Can they do that or not do that? Efficient means like you don't have to use so much resources to do something.
it's economical. So in this way, effective. Mang tính hiệu quả, làm được hay không làm được thôi. Yes and no thôi, chứ không phải là kiểu mà tiết kiệm ít tốn tài nguyên, you know. So now you have to use effective. To help children perceive wrong behaviors, nhận ra cái những cái hành vi sai, to perceive wrong behaviors, and this is not a question, so period. Nó không phải câu hỏi nha. To perceive wrong behavior là đủ. Okay, so this one it's like you give reason, isn't it? Phút này là cho lý do nè. Because young children are clueless. Are you sure young children are clueless? A lot of them are clueless. It doesn't mean that all of them are clueless, you know. Rất nhiều đứa nó không có biết gì cả, nhưng không có nghĩa là đứa nào cũng không biết. So this is not objective. They are not all clueless. So I can use often. Bởi vì trẻ nhỏ thường là không biết gì nhiều. So these adverb of frequency, they make the argument softer, more careful, more objective too. Đó thấy không? Làm cho nó khách quan hơn, làm mềm mại cuộc tranh luận ra. They could be easily affected by behaviors of other people. Uh-huh. Which makes them what? Become an old man in the future. Người mà người lạ lùng ấy, isn't it? What do you mean old man? Isn't that? I don't understand. Tôi em chưa hiểu cho lắm tại sao cái câu trước là bởi vì trẻ nhỏ là thường là bị không biết gì nhiều lắm, không biết nhiều lắm, chúng có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi hành vi của những người khác mà làm cho chúng trở thành những người lạ trong tương lai. What? I was like, what? I don't understand. Miss Na, can you explain this? Ý của em là tại vì những đứa trẻ thì thường là ngây thơ nên là chúng này sẽ bị ảnh hưởng bởi những hành vi của người khác. Ý là ý em là họ chúng nó sẽ kiểu kỳ cục ấy, ý là ảnh hưởng đến cái hành động của người khác xong rồi. Nó hành động kỳ cục tương lai, phải không? Right? So you mean that they could easily be easily affected by behaviors of other people? And okay, which can cause them to have antisocial behavior, you mean? Hành vi chống phá xã hội, isn't it? Which make them behave in a socially unacceptable way. Mà làm cho chúng hành xử trong một cái cách mà không thể được chấp nhận về mặt xã hội. May which make them behave in a socially unacceptable way in the future. Chúng có thể làm cho chúng thành xử trong một cái cách mà không được chấp nhận về mặt xã hội. Behave in a socially unacceptable way in the future. Vì lẽ đó, therefore if parents use penalties, nếu các bậc cha mẹ sử dụng những hình phạt. Oh, penalty is the right word for this case. Một cái từ phù hợp cho trường hợp này đấy. Young children would have a chance to reflect what they did. To reflect on what they did, yeah, to reflect on. Để mà coi lại bản thân về những cái chúng đã làm, to reflect on what they did. Okay, besides, okay, punishment would help them avoid several serious diseases.
such as depression. Depression is not a disease, it's a condition of the mind. Nó là một cái điều kiện, một cái tình trạng của não bộ chứ không phải là gọi là một cái bệnh như nào. And when you mention something plural like this, you have to mention at least two examples, okay? Khi mình nêu cái gì đó mà số nhiều như thế này, mình phải nêu ra ít nhất là hai cái ví dụ nhé. Several serious conditions. Mọi người có nghe nhạc nhà em không ạ? No, I don't hear anything. Yes. Because of crispy, you know, it it eliminate all the noises. Mấy bạn có nghe gì không? Yeah. Nothing, right? Yeah. You have to say no. No. You have to say no. Vẫn chưa thành thành phản, vẫn chưa hình thành phản xạ. You have to say no. No. Okay. Would help them avoid serious health or mental condition. Vâng, những vấn đề, những tình trạng sức khỏe và tinh thần, such as injuries, những cái gọi là thương tích, injuries and depression. Mm-hmm. Would help them avoid several serious health or mental conditions. Right, this one sounds like a second point. Này giống như luận điểm 2 mà bạn đưa ra nè. Okay. Okay, this is a second point. Okay. Cái bệnh này đến từ chúng không có cái bệnh này đến từ chúng không gì what cái này động từ chính nè, this is a main verb, then you don't have a new subject like this without relative pronouns, okay? Không có cái mệnh, không có cái chủ ngữ mới như thế này trong cái câu đằng sau động từ như vậy nha, nó phải có một cái relative pronoun, một cái đại từ mà của cái mà đại quan hệ, đại từ quan hệ. Yeah. This disease. Nếu như vậy thì cái disease này. No, it's not a disease. Let's just say this might come from. Và đã là modal verb thì các động từ đứng sau nó sẽ là thể nguyên mẫu. If you use modal verb, all the verbs after that it's basically back to normal verb. No S, nothing. This might come from the fact that điều này có thể đến từ sự thật hiển nhiên rằng chúng không có hòa đồng với bạn bè. This might come from the fact that. Tuy nhiên em thấy chúng không hòa đồng được với bạn bè mà bởi vì chúng không phân biệt được đúng sai thì chưa rõ nghĩa lắm. This might, okay, it's not so clear, right? You saw that it's not clear in the meaning. Oh, I see. Chưa đủ để thuyết phục người. Ừ đúng rồi, chẳng nghe thuyết phục gì hết. It doesn't sound like clear. It doesn't sound like convincing at all. Ý của em ở đây là tại vì không có hòa hợp được với bạn bè là do cái việc mà nó không phân biệt đúng sai nên là bạn bè kiểu xa lánh hay không có chơi với nó nên... Ừ thì phải nói điều đó, ra luôn. You have to say that as well because they cannot differentiate between right and wrong. Their friend will leave them and it leads to what? It leads to several serious health or mental condition. Đó là cái mà mình phải chỉnh đó. So you have to do that yourself. Phải tự làm, not convincing enough. Anyway, let's continue. There are a lot of sorts, a lot of là nó bằng nói nhiều hơn nha, a spoken language. There are many sort of. Nó nghe nó vẫn nói luôn. This is another spoken language. Sort of. Let's just say there are many types of punishment. Có
có nhiều loại hình trừng phạt. There are many types of punishment for parents and educators to use to guide good behavior to children. Đúng rồi, đọc to. Firstly, when children make mistake, adults could limit their favorite. What? Their favorite? What for kind of favorites? It's not clear here. Những gì ưa thích đó là cái gì ưa thích cơ? Nó không rõ ràng ở đây. Their favorite things, right? Their favorite activity, isn't it? Yeah. You have to make it clear like that. Phải rõ ràng như vậy. Limit their favorite things. Or let's say... activity. Yes. Activities or items for a month. Has to be clear. Their favorite activity items. Trong văn viết không có cái kiểu mà ba chấm như vậy nha các bạn. Cái kiểu ba chấm của Việt Nam mới có nha, nó không chuẩn chút nào. In written language, you do not write three dots like this. And you don't even write etc. Không cần không viết etc, viết vân 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 nha. Không hề có chuyện đó trong IELTS nha. You do not write that in IELTS, okay? Please remember this. In IELTS, you have to, if you want to mention examples out, everything must be mentioned correctly. Say it out. Clearly, because when you use etc or three dot or whatever it's called, you're trying to hide away things. You don't want the reader to know, and that is what makes your essay not clear. Nhớ nhé, trong IELTS tuyệt đối không được dùng dấu ba chấm, không dùng etc, không dùng vân vân và vân vân. Tại vì nó bắt buộc phải rõ ràng ra mình ví dụ là cái gì cái gì cái gì, chứ không có được ẩn ý hay là cái gì cả. Tuyệt đối không được ẩn ý nha, nó phải rõ ràng hết. Cho nên là cái ba cái ví dụ này bắt buộc là không được như thế này. Watch, such as activity, so it must be verb ing form. Hoạt động phải có cái verb mà dạng ing này. Cái việc gì đó, verb ing form, activity, so watching TV, playing games, or food. What kind of food? Có or thì có cần phải một dấu phẩy ở phía trước được không ạ? You can, why not? Yeah. Trong tiếng Việt không có chuyện mà dấu phẩy và xong rồi phẩy nhưng. Nhưng mà thực sự mà trong tiếng Anh là có. So basically in English, you have that comma and or comma or. Of course, it exists in English. Wow, but not in Vietnamese. If you say limit food, that doesn't sound good. That sounds cruel. Nếu mà nói là giới hạn thức ăn lại thì nó không phải là điều tốt đâu, nó là một điều ác độc thì đúng hơn. Phải nói là giới hạn những đồ ăn ưa thích của nó thì đúng hơn. You have to say that you limit their favorite food, not food in general. You don't want a kid, you don't want a child to starve, do you? Không muốn đứa trẻ nó đói chết hả? So basically, or delicious food. Đồ ăn mà rất ngon, chẳng hạn, or delicious food. Mình dùng cái favorite ở trên cái nội dung chung rồi thì có cần cái này nữa không? No, because what I told you already, if you say limit food, then it sounds cruel. It doesn't sound good. Because of that, that's why I have to use delicious food or favorite food. But favorite no, because we use the word favorite here already. Mình dùng chữ favorite ở đây rồi, cho nên thầy mình phải dùng delicious ở đây. Cho nó rõ nghĩa đồ ăn gì, giới hạn cái gì, đồ ăn mà ngon lành của nó. Chứ không phải là giới hạn hết, không cho nó ăn. Như nào? Tại vì nếu mà giới hạn hết không cho nó ăn thì nghe rất độc ác. Of course,
mình phải cẩn thận mình coi cái nghĩa mình nó tương tác mấy cái từ này nó thật sự nó có sức mạnh nha, nó tương tác với những cái từ xung quanh nó trong cùng một câu nha. Words has power, they interact with the others in the same sentence, you know? That's why correcting essays is not a simple job. Sửa bài không đơn thuần, không đơn giản đâu. Allow someone to do something, you remember? Allow someone to do something. It allows them to find out that all of their mistakes always must pay a fee. What? There's a fee to pay for all of their mistakes. Let's just say there is a fee to pay. Or there are fees to pay for all of their mistakes. There are, there is dùng nhiều hơn. Có. You need to use there are, there is more. Có những cái khoản phí phải trả cho tất cả những lỗi lầm sai sai trái của nó. So there are fees to pay for all of their mistakes. I rewrite this sentence, okay. Secondly, it is necessary to force children to learn. Viết đánh giá về cái thành tích của nó. Những khoản phí phải trả hả? So when we say fees to pay, it sounds like money, you know. But here, it's not fees, it's just a price to pay. There is a price to pay. Có một cái khoản phải trả cho tất cả những lỗi sai của nó. There is a price to pay. A price here doesn't mean it has to be money. It doesn't have to be money. But fees, it's all about money, right? Khi mà nói một cái price nào đó, một cái giá phải trả, cái price nó không hoàn toàn có nghĩa là money, nó có nhiều nghĩa khác. Nhưng mà dùng cái chữ fees là chắc chắn phí là biết tiền rồi đó. You know. Secondly, it is necessary to force you to which requires them to think about what they did and why parents or teachers said to them that their behavior is wrongdoing. Okay. Chỗ này dùng mệnh đề quan hệ không xác định như thế này có đúng không mọi người? Like she uses a indefinite relative clause here. Is it correct? Mệnh đề quan hệ không xác định có dấu phẩy để mà nó nhắc về, nó bổ nghĩa cho nguyên cả một cái ý đằng trước đó. Còn nếu dùng mệnh đề quan hệ không xác định, sorry, mà đã qua xác định thì là nó sẽ chỉ bổ nghĩa cho cái danh từ đứng trước cái chữ cái mệnh đề đó thôi. So if you use indefinite article, an indefinite relative clause, it can give information about a whole idea before that, or it can give information about something far away from that relative clause. But if you use a definite relative clause, you can only give information about the noun directly before that relative clause. Now, điều này cho phép chúng nghĩ về những cái là chúng làm. Điều này là điều gì? So what is which here? Which here is the whole thing here to force children to write evaluation of their performance. Cái chữ which nó bổ nghĩa cho nguyên cái cục này luôn. Cho nên mới dùng đã dùng cái gọi là mệnh đề quan hệ không xác định như này, có dấu phẩy ở đây. So the comma here is vital. Cho nên cái dấu phẩy này cực kỳ quan trọng nha. So she was right.
cái khúc này hơi bị kém so với lại cái khúc bên trên. This part sounds a bit, you know, worse than the others. Why that behavior is wrong in some, okay. Okay, so two types of punishment, okay. And in some, the application of suitable punishment is totally essential to help children. Nhìn chung cái sự ứng dụng của cái sự trừng phạt hợp lý phù hợp thì hoàn toàn là tốt cần thiết để giúp trẻ nhỏ thay đổi, chỉnh sửa cái hành vi chúng của chúng và trở nên hoàn thiện hơn. Is it? You mean they become more complete? You mean okay, they become more complete. You can say that. All right, Miss Kim in, please. There's a fact that okay. Let me move this one up here so I can see everything on her opening. Kéo này lên đi, có thể nhìn hết cái mở bài. There's a fact that có một sự thật hiển nhiên rằng early age children must... Trẻ nhỏ phải học hay là trẻ nhỏ phải được học các bạn? Trẻ nhỏ nó chủ động nó học chứ. Of course. Cái chủ thể là trẻ nhỏ nó sẽ chủ động nó học, chứ không phải là nó bị học như nào hay được học. Remember, children they learn it, they actively learn, they do not passively, like, you know, someone make them learn, you know. You cannot do that. Children actively learn. Children must learn. The ability to distinguish between right and wrong, because it's really crucial. Để học được cái khả năng mà phân định giữa cái đúng cái sai, bởi vì điều này là rất là tối cần thiết. This distinction, this thing. Tuy nhiên cái chuyện liệu mà nó có tốt cần thiết để mà áp dụng cái chuyện trừng phạt để dạy chúng cái sự phân định này thì vẫn là một vấn đề đáng tranh cãi. Ok. It's still a controversial issue, okay. Personally, I think using different punishment for wrong behavior is a good method to help them perceive their mistake. Okay, good. Thật sự câu này ổn, tại vì sao? Cái mình dùng một chữ I được, không sao hết, tại vì cái bài này nó hỏi là you mà. To what extent do you agree or disagree with this opinion? So that you, of course, you can use the indefinite article I to give your opinion. Alright, but don't overuse it, okay? You need only one I in here. Đừng có quá sử dụng nó nha. Người ta hỏi là bạn có đồng tình hay không thì đương nhiên mình có thể dùng một cái đại từ nhân xưng I ở đây. Nó là tôi đồng tình, tôi nghĩ rằng, something like that. Okay, personally, I think using different punishment for wrong behaviors is a good method to help them perceive their mistake. Là một cách tốt để giúp chúng nhận được cái lỗi sai của chúng. Sử dụng những hình phạt khác nhau. Đây là từ perceive, đây là nhận được, hay là mình dùng cái từ realize. Nhận thức. Perceive là nhận thức được, nhận thức được. Perceive means like they can see it, they can see it, they can feel it, they can hear it. Nhận ra được, nhận ra được, perceive là nhận ra được. Còn receive mới là nhận. Remember, perceive and receive are different things. Perceive like you can you can see something, you can hear something, you can taste something, you can smell something, you can feel something, you perceive something. Nhận ra được cái gì đó, nhận ra được cái gì đó, nó khác với lại nhận được cái gì đó. Okay. Sử dụng nhiều nhiều hình phạt khác nhau cho những hành vi sai trái. Okay. There are several reasons for this choice. Có nhiều lý do khác nhau, nhiều lý do cho cái lựa chọn này.
People seem to recognize their wrong behavior when its result is immediately obvious. So wrong behavior here is plural, okay? So of course it will lead to results which are also plural. Này số nhiều cho nên nó phải dẫn đến cái kết quả cũng là số nhiều luôn. When the results are immediately obvious. Khi mà những kết quả thì nó cũng là dễ nhìn thấy một cách ngay lập tức. Okay, when the results are immediately obvious. Especially children, because their mistake usually might not lead to a serious consequence. There are mistakes. Of course, they make many mistakes. Đương nhiên nó sẽ tạo nhiều lỗi, cho nên là này phải dập số nhiều nè. And of course, when they make mistakes, it can lead to consequences, plural as well. Nó cũng phải số nhiều luôn. À, và này số nhiều thì không có a. If this plural and this is no a. No. Might not lead to serious consequences, plural form. Mistakes, plural form. Okay. Okay. Ủa làm sao không hiểu? I don't really understand this part. Đầu tiên con người ta dường như nhận ra được những hành vi sai trái của họ khi mà cái kết quả nó ngay lập tức dễ dàng nhìn thấy. Phải, đặc biệt là trẻ nhỏ, bởi vì những lỗi sai của nó thường không có dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Ủa vậy thì sao? Nó thường không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ý là trẻ nhỏ nó không nhận ra gì hết hả? Cái câu nó không có rõ ràng về cái logic. The logic here is not clear in this sentence. Can you explain? Anybody? Miss Kimmy, can you explain this? Yes. Có nghĩa là trẻ con nó thường có những cái hành động nhưng mà nó chưa gây ra hậu quả, nhưng mà có thể là về sau cái hành động này nó sẽ dẫn đến cái hậu quả đấy, nhưng mà hiện tại sao không nó rõ ra như vậy? Why don't you just say it straight like that? Maybe they don't realize their consequences now, but it might graduate, or it might become worse, may aggravate, might become worsen in the future. You have to say it straight to the point like that. Everything, you have to explain it like that. Phải nói rõ ràng ra tất cả mọi thứ nha, chứ không phải cứ viết mà như thế này không được. Nó phải rõ ràng ra nha. So what? Vậy thì sao nào? I say, so what? Vậy thì sao nào? What does it lead to? Nó dẫn đến cái gì? What does it lead to? Of course, writing is hard. That's in staff's conversation about how bad their actions are. Punishment is more suitable. Oh, vì thế thay vì những cuộc đàm thoại về những hành động của chúng nó tệ thế nào, sự trừng phạt thì là hợp lý hơn. Nó cũng vô lý nữa, tại vì các bạn coi nè, cái câu 2, cái này nó không có hợp lý nè. Đặc biệt là trẻ nhỏ, bởi vì những cái lỗi của chúng thường không có dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, thay vì đàm thoại về cái hành vi của chúng tệ thế nào, trừng phạt thì hợp lý hơn. Thấy có vấn đề về logic khi hai câu này không các bạn? Is there a problem? Of course. Ý của bạn Yến là bạn muốn nói là tại vì những đứa trẻ này nó không nhận ra được ngay lập tức, mà những cái hành vi này sẽ có hậu quả về lâu dài, cho nên là ba mẹ mình nói chuyện nhẹ nhàng thì nó sẽ không có nghe, ý là nó sẽ không có nhận thức được, cho nên là mình phải dùng biện pháp mạnh là phải. Ôi vậy sao nói hết ra, tại vì cái gì rất khó hiểu, không hiểu luôn á. Like you have to say everything clearly. Like for example, okay,
because they might not perceive that they did it wrong, so this behavior might worsen in the future and become very uncontrollable. Không thể kiểm soát được. And then, because of that, instead of conversation about how bad the actions are, which might not be effective, mà cái chuyện đàm thoại nó không có gây ra một cái tác dụng gì hết. Punishment is more suitable. Thì trừng phạt là được rồi. You have to say like that, you know. Everything, the logic must be clear and acceptable. Mọi thứ, từng cái mảng logic nhỏ 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 nó sinh ra cái này A, cái B, dẫn cái B, dẫn cái C. Nó phải rõ ràng như vậy đó. Okay, secondly, okay. It is likely that children can learn about the operation of the society. Của xã hội. The operation of the society if they are punished. Có khả năng rằng, okay, it is likely that. Rất tốt. You are using like ways to soften the argument now. Miss Kim biết cách xài mấy cái cách để mà làm mềm mại cuộc tranh luận ra rất là tốt. Có tiềm năng thôi, đâu phải đứa nào nó cũng nhận ra đâu. Đứa nào cũng học được đâu. It's not always they can learn something, you know. It is just likely. Có tiềm năng thôi. Là nó sẽ học được cái cách vận hành của xã hội nếu mà chúng bị trừng phạt. In other words, này là giải thích ra nè. So basically she's trying to explain the point here. They will need to conform to the general rules. Mọi người đều cần phải tuân thủ nghiêm ngặt với lại những cái luật chung. If not, they have to take the penalty. Nếu không thì họ phải chịu phạt. If not, they have to take the penalty. Okay. Take the penalty is fine, I think. Because here we say that if they are punished, punish and penalty is same thing. So now it's the penalty because you have already talked about punishment. Nó là the xác định mà, tại vì mình đang nói về cái chuyện nếu chúng bị trừng phạt thì cái này nó sẽ được xác định là cái hình phạt. Okay. And they conform to the general rule, if not, they have to take the penalty. Likely, mình sẽ làm cho nó mạnh hơn cái cuộc tranh luận này bằng cách thêm chữ more ở đây. We can make this argument sounds more convincing if you say it is more likely. Có tiềm năng nhiều hơn. Có tiềm năng nhiều hơn là nó sẽ học được về cách vận hành của xã hội nếu mà bị trừng phạt. Thay vì là có khả năng rằng trẻ nhỏ sẽ học được về cách vận hành xã hội nếu chúng bị trừng phạt. Thì đương nhiên cái câu là có tiềm năng hơn nhiều, nó sẽ nghe nó convincing, nó nghe nó người ta đọc ta cảm thấy là ok, nghe có vẻ thuyết phục nhỉ. It is more likely, it sounds stronger and it's more convincing for the reader, you know. Yeah. Emphasis. Thêm một cái sự nhấn mạnh. Now, however, guides should apply what? What do you mean guides? I don't understand this. Ủa, ngay cái câu đầu tiên của đoạn tự nhiên người hướng dẫn nào? What kind of guides? I don't understand. So that's why when I read it, I'm like, what? What do you mean? You haven't mentioned any kind of guides yet. It's not clear. Ngay cái câu đầu tiên mình bắt buộc phải rõ ràng lắm nha. Câu đầu tiên của đoạn là câu mở đoạn, bắt buộc mọi thứ đều phải rõ ràng và nó phải dễ hiểu nữa cơ. Chứ không phải bụp một cái người ta không hiểu gì hết. Xong rồi câu thứ hai giải thích nha. Remember, first sentence, leading sentence, everything must be clear and quite easy to understand, you know. Okay. Let's just use the word educators and parents.
Mình có thể là ẩn đi cái chủ ngữ I thực hiện hành động bằng cách dùng thể bị động. We can use passive voice to hide away who did the action. So, let's just say true have a true punishment should be applied. You see, dùng thể bị động nè. Cái sự trừng phạt thực sự nên được áp dụng. What do you mean true punishment? I don't understand what true here means. Không hiểu. Sự trừng phạt nó đúng đắn. Đúng đắn hả? Đúng đắn. Đúng. I think proper punishment. Chứ true giống như sự thực trừng phạt thực sự thì có trừng phạt giả. If you have true, you have not true, you have fake. You have fake punishment. Dơ rò không quánh, dơ rò nhưng không quánh. Nhưng mà thầy ơi, yes. Cái này nếu mà bỏ đi chủ ngữ thì nó có rõ cái ý mà người ta muốn đề cập đến là cái hình phạt nào mà bố mẹ hoặc là người good point. Giáo viên có thể áp dụng nhỉ? Exactly. Good point. Một điểm rất tốt. Nếu mà dùng thay bị động có thể nó không rõ nghĩa là ai thực hiện hành động, là cái người giáo viên và người parents. Cho nên trong trường hợp này có lẽ không nên dùng thay bị động. I think in this case we should not use passive voice now. See, this is your original. Đây là cái bản gốc của em nè. So however, let's just say parents and teachers. Should apply cái sự trừng phạt hợp lý. Should apply proper punishment to help children follow the right way, để giúp trẻ nhỏ theo tuân theo cái cách đúng đắn. To help children follow the right way. Place them under an obligation to solve the result. Đặt chúng vào một cái sự ràng buộc để giải quyết cái kết quả hả? Hậu quả đúng không? Basically, the result doesn't sound convincing enough. Let's use the word consequence. Let's just say to face and to solve the consequence. To face and to solve the consequences. Cái việc mà đặt chúng vào một cái sự ràng buộc để đối diện và giải quyết cái hậu quả thì có lẽ là cái phương cách mà hiệu quả nhất. They have to face the consequence, they have to solve it too, of course. Không lẽ đối mặt thôi mà không solve. They can face it, but if they say we don't solve, then then it's not a proper punishment, you know? Cái mean lúc nào có S nha, cái means lúc nào có S hết á. The word means always come with S. What's your question? Placing cái này, verb ing, verb ing. So basically, we don't normally start a sentence with verb ing form. Chúng ta không thường bắt đầu một câu với verb ing form. Chúng ta sẽ biến dùng cái dạng it, cấu trúc it gì đó. So basically, we can use it something clause to replace the verb ing form. We don't normally start a sentence with verb ing form. You know, it is perhaps an effective means to place them under. Okay, let's do it this way. Okay. Oh, đúng rồi. Okay. For example, if they make the floor dirty, they must clean it.
Okay, good example to support this one. Ví dụ tốt để ủng hộ luận điểm này, okay. Okay, or they have to say sorry. Okay, but this one sounds very spoken language now. Nghe có vẻ nó văn nói. Thay vì chữ or mình sẽ dùng chữ nào để thay thế? Ngoài ra hoặc là or what can you use to replace the word or? Class. Một cách thay thế, how you say that? Alternatively. In another way, you can say alternatively. They have to say sorry by themselves because they hit their friend. Thanks to that, they may know to take responsibility for their actions, okay? Okay. Cái câu này nó bổ nghĩa cho cái trên đây. Okay, so this one, the sentence here provide a clear explanation of this sentence here. Okay. If children can't fix their wrongdoing. Những chuyện làm sai trái rất nhiều. Plural form. It is useful that they will do a good deed thay thế chúng, không phải replace là thay thế một cái vật dụng, còn cái này là để thay thế cho những cái lỗi lầm, không dùng replace được. We cannot use replace here because replace means you replace an object, an item, but now what you meant is that they will do a good deed to compensate for it, để mà bù trừ, bù trả lại, đền bù lại cho cái điều đó. So they do a good deed to compensate. To compensate for it. Bù trừ, bù trả lại cho nó. To compensate for it. Okay, as a result, this helped them relieve the feeling of guilt. Nhưng mà hệ quả điều này là giúp chúng giải tỏa cái cảm giác mà tội lỗi, relieve the feeling of guilt and become a better person. Good. Cái logic của bạn Kim Yến nghe có vẻ ổn hơn ở đây rồi. It sounds like your logic here is much better now. Okay. Nhưng mà cái khúc này nó lại không liên quan đến chuyện mà punishment nào. Cái chuyện này liên quan đến chuyện mà bù trừ lại, nhưng mà nó không có hề liên quan đến punishment nha. This part is about compensating for what you did wrong. This part is not about punishment. See, so this part is out of topic. Cái khúc này là lạc đề. Be careful. Cái này em nghĩ điều nó cũng là cái hình phạt đấy chứ ạ. Tại vì thay vì nó là làm sai cái gì đấy thì nó sửa cái vấn đề đấy thì nó sẽ đi làm cái việc khác để bù vào cái những cái lỗi mà nó không thể sửa được. Then you need to make it clear as a form of punishment they can do this. Phải nói rõ ràng ra như là một cái dạng hình phạt, as a form of punishment. You see? Then if you say as a form of punishment, then this sentence is no longer out of topic. Then this part is no longer out of topic. Nếu mình ghi rõ ràng ra như là một loại hình phạt thì là cái khúc này nó lại không bị lạc đề nữa rồi. Đó, các bạn thấy không? Nó ảnh hưởng qua lại với nhau. Các bạn đọc lại đi. Các bạn đọc lại kỹ và sẽ thấy. Just read it again. This part is now no longer out of topic because of this very vital part. Bởi cái phần tối quan trọng này, nó làm cho khúc này bây giờ trở thành là vẫn còn là nằm trong phần punishment mà. Đó, các bạn thấy không?
Mình phải giải thích rõ ràng là làm một điều tốt như một cái loại hình phạt thì là cái khúc này nó mới còn nằm trong cái vụ mà hình phạt, như nào. You see, chỉ cần thay đổi chút xíu thôi là thấy cái quan hệ như các câu nó thay đổi liền à, các bạn thấy không? Just need to change a bit and then the relationship between the sentences changes. Now, besides some limitation, cho nên nó chấm bài như cái ba giám khảo là đúng phải không đâu? Sometimes when you do essays writing, there should be at least like two or maybe three, you know, examiners. But then the more examiner, the more money you have to pay. Đúng, mà nhiều khi em đang thắc mắc là ví dụ như kiểu nhiều khi logic của người Việt mình thì hiểu với nhau mà mình không không diện không, không mà người nước ngoài họ đọc là không hiểu được cái là sao thật. Thì chết chứ sao, chứng tỏ nó không logic. Nói chung, so if your Vietnamese logic, I mean, if it doesn't work internationally, then it doesn't work. You get a low score. I'm sorry. Doesn't matter what kind of logic, you have to be able to make sense of it. You have to make it make sense. You have to write everything clearly so it makes sense. Dù cho có là loại logic nào đi nữa, có cảm tính hay là logic mà kiểu kiểu nào đi nữa, mình cũng phải viết cho nó rõ ràng ra từng bước một để người ta thì ra là các bạn nghĩ. Chứ không phải là thôi kệ cái này hàm ý thì chắc người ta phải hiểu thôi, người ta thông minh mà. It's not like you do not use implication, okay? In writing of IELTS, everything must be so clear. Don't imply. Đừng có hàm ý, ý tôi lạ này mà thôi kệ chắc mấy ông hiểu mà, you know. Chết đó. Yeah. What's that? Some limitation. Some limitation should be used to change their attitude faster. Một số sự giới hạn and sanction the limitation, sự cấm vận và sự giới hạn. Their attitude faster, để thay đổi cái hành vi của chúng nhanh hơn, một số giới hạn nên được sử dụng. When children can't enjoy their favorite foods or go out with their friends, they will know what they should do. Are you sure they will know what they should do? Not all the time. Not all the time. So they might know what they should do. Có nhiều đứa nó lì lắm, nó không hiểu đâu. There's a lot of children, they're extremely stubborn. They won't know what they should do. And you will have to solve their crying issue. They cry and then they yell and then they whatever, you know, spoil brats. Have to be patient. Anyway, have to be patient. Even more patient than an IELTS teacher. They might know what they should do. You can make it in a more written form. Biến nó thành một cái dạng writing hơn. They might understand the acceptable course of action to take. Chúng có thể hiểu được cái phương cách hành động chấp nhận được để mà làm. They can maybe understand the acceptable course of action to take. Có thể hiểu được cái mà nguyên một cái quá trình hoạt động mà chấp nhận được để mà nó cần phải làm cái gì á. But anyway, this one
it's only to make you get to band 7, but then now it's not exactly what we're aiming for. We're aiming for 6 and 6.5 now. So all of the logic must be clear. All the sentences, their relationship must be clear too. Tất cả các mối quan hệ với các câu nó phải logic và nó nghe hợp lý nữa. Phải chặt chẽ nó cơ, bây giờ mới là cái vấn đề ở đây. Chứ cái chuyện mà viết cho hay, đó là cái chuyện sau này, you know. So, in conclusion, it's absolutely essential to apply punishment to teach. To teaching children behavior well. To teaching cũng ổn, nghe không sai đâu. Basically here, you can use to teaching children behavior well. It's okay. Which is the proper approach. No, maybe to teach children behavior. To teach children behavior well, does it mean like you teach them well? Or to teach children good behavior? Which one? Để dạy chúng hành vi một cách tốt nhất có thể? Hay là để dạy chúng hành vi tốt? Cái well này nó bổ nghĩa cho teach nha, tại vì nó adverb. This well is an adverb, it gives information. It gives information about the verb teach here. But if you use good behavior, it's an adjective. That give information about the noun behavior. Nếu mà dùng chữ good là danh là tính từ, nó sẽ bổ nghĩa chữ danh từ là behavior nha. Cho nên phải cẩn thận chỗ này. Mình bổ nghĩa cho cái gì? So what do you give information for? Is it teach or behavior? Behavior. Aha, so to teach children good behavior. Nếu mà dùng teaching children behavior well thì nghĩa gì? Nó sẽ bổ nghĩa cho cái hành vi là dạy tốt, chứ không phải là cái hành vi nó tốt. Yeah. Cẩn thận nha. Adverb give information about verb. Adjective and other adverb. Which is the proper approach, mà là cách tiếp cận phù hợp. Ah, okay. Chỗ này dùng dấu phẩy là chính xác đó. Basically, this comma is essential. Very good use of indefinite relative clause. Mình đã quan hệ không xác định này là chính xác luôn. Như mình nói. When children make mistake, we là ai thế? Chúng ta là ai? Nên làm cái bài nó trung lập, nên làm cái bài nó không có đứng theo phe nào cả. I mean, nên là cái bài cái giọng văn đó, nó nghe nó trịnh trọng và không có chúng ta chúng tôi gì đó, you know. You need to make your essay sounds more formal. Don't use too many personal pronouns. When children make mistakes, people, con người ta thì nó không có dính cái nó không có nó nghe khách quan hơn, nó ghi là con người ta nên nếu dùng và it sounds more objective, you say people. People mean it doesn't include the writer of this essay. Con người ta, tức là không có bao gồm cái người viết cái bài luận này. Nó sẽ nghe nó gọi là nó khách quan hơn như nào. As a matter of course, as a matter of fact. As a matter of fact. Như một sự thật hiển nhiên là phải như vậy rồi. As a matter of fact. But punishment, cái không có dấu chấm là chữ and, xong rồi dấu chấm là chữ but nha. Don't put a period and then but or a period and then and, okay? However, punishment to, what did I do? What? Punishment to remember is not the end goal. Cái chuyện trừng phạt để nhớ không phải là cái mục tiêu cuối cùng. What? Punishment to remember. It doesn't make sense. Nghe không có ổn lắm. Hình như là ý của bạn là chừng chỉ để cho chúng nhớ, nhưng mà chúng nhớ cái chủ thể này không có.
Of course, the punishment for the children to remember that. But then there is, it's not clear over here. Who remember? What remember? Không có rõ ràng đây là cái gì hay là ai nhớ, you know. Have a punishment to help them remember. Cái chuyện trừng phạt để giúp chúng nhớ. Punishment to help them remember is not the end goal. Thì cái chuyện trừng phạt để cho chúng nhớ thì nghe nó ổn về nghĩa hơn nhiều, tại vì nó rõ ràng. When you say punishment to help them remember, it's clear, much more clear than you say punishment to remember. Doesn't make any sense. Doesn't make any sense if you say that. You know? So, even though this part seems, you know, not so high band, but it's clear, logical. Mặc dù cái khúc này có vẻ nó nghe nó không có được 3 điểm cao, nghe nó thường quá. Nhưng mà nó ổn về mặt logic, nó rõ ràng về mặt logic. Punishment help and remember is not the end goal, but the real purpose. Không phải là cái mục đích nhắm cuối cùng, nhưng mà cái mục đích thực sự is to let them know right from wrong and not repeat the crime. What? Okay, to let them know and to not repeat the crime. Mình có thể tính như cái khúc này như là một cái cục đó luôn, như một cái phạm trụ, như là một cái gì đó mà chung với nhau luôn. We can basically count this part like a one, you know, one uniform thing. Tính như nguyên cái cục đó, nguyên một cái cục đồng nhất luôn. But the real purpose is to let them know right from wrong, like to not repeat the crime. Okay. Mình có thể coi nguyên cái cục đó như là số ít luôn, cũng được nữa. And the real purpose is to let them know right from wrong, to not repeat the crime. Wait, crime là khi nào nó lớn lên rồi, nó phạm pháp nữa là crime nha. Crime is when they already became adult and they commit crimes, you know? Like commit crime, like they violate the rules of the public, they violate laws, you know, that is crime. But now children, you don't call it crime. Khi nó trẻ các em không dùng chữ crime vậy nha. To not repeat the mistake. Okay. Why choose child punishment? Tại sao lại chọn? Mà thấy thấy cái mở bài này thì cũng thấy là nó đã bao hàm được hết những cái ý trên đề bài đó. Bao hàm luôn đấy, bao hàm đấy. Actually, this I think this opening include everything đó. Câu hai cái ý nó bị tại vì nó có một cái từ however đứng ở đầu câu, xong rồi giữa câu lại có một từ but nữa. Oh, of course. However is and then but here. Okay, maybe just remove this one. Okay, just remove this one. It's not the end goal. The real purpose is that. Okay, good, good. Thank you. You saw it. Good. Các bạn sửa được bởi người khác, tức là các bạn đang học được. If you can't correct the mistakes of others, you are learning. Okay. Do not repeat the mistakes. Why choose child punishment? Những dạng câu hỏi tu từ như này thật sự cũng có thể. Nó là một cái phong cách. This kind of like rhetorical question. Well, you can use it as a kind of style, you know. Why choose child punishment? Because it is clear that with severe punishment given after each mistake. Bởi vì rõ ràng rằng với cái sự trừng phạt nghiêm trọng, wow, được cho đằng sau mỗi một cái lỗi thì trẻ nhỏ sẽ nhớ những cái chúng phải nhận được, and be better, và trở nên tốt hơn, và do not repeat and to not repeat chứ,
and not repeat the mistake for next time. Mà severe punishment nghe nó kinh quá. Well, when you say that severe punishment is like, it's like hit him hard. It's like that, right? No, that is child abuse. Cái đó là lạm dụng thân thể trẻ nhỏ chứ không phải là you know, punishment, you know. Severe punishment sounds very bad. Why my screen just suddenly become darker? Oh. Okay. Ah, okay. Ah, because it's dark, night time. Let's just say punishment, okay? Không cần phải phạt phạt nặng, you know. What, you don't need to punish them like severely, you know. With punishment given after each mistake, children will remember what they have to receive and be better. I'll repeat a mistake for the next time. Okay. Practically speaking, nói một cách thực tế. This is written language. This is writing. Don't say practically speaking, I think. Này là giọng nói mà tại sao lại speaking? Let's just say in practice. Trong thực tế, trong thực thế cuộc sống, in practice. Or you can say in reality. Trong thực tế, yeah. We should punish our children according to the culture of each country. Chúng ta nên phạt trẻ nhỏ chúng ta dựa vào cái văn hóa của từng đất nước. Teaching. Yes. Yeah, oh yeah, don't use we here. Let's just say people, okay? Đó, lớp này các bạn học rất là chăm cho nên các bạn nhớ được những cái điều đó là tốt. This class IELTS 36, you guys are basically very very studious students and I like it. You remember all these rules, you do. So and then you can apply it too. I'm proud. Rất tự hào, I'm very proud of my students. Should punish their children. So it doesn't include the writer of this essay in that. Nếu mà nói về con người ta nên phạt trẻ nhỏ của họ, tức không bao gồm cái gì của người viết cả, nó sẽ khách quan hơn. It would be more objective if you don't include anything that has anything to do with the writer of this essay. So use people and their children instead of our children, you know. Cái câu này á nó bổ nghĩa thêm, nó làm rộng nghĩa hơn cho cái câu này nè. So this sentence basically expand to become this one. It expand. Obedient là gì thầy? Sự vâng lời. Obedient. Obedient là vâng lời á, đó là tính từ. That is an adjective. Dạy trẻ nhỏ luôn luôn vâng lời là cái mỗi bậc cha mẹ muốn, và cái sự trừng phạt cha mẹ đưa ra thì cũng là cho cái mục đích đó. Wow.
And children make mistake. Câu này nó ngược lại nghĩa so với lại cái khúc bên trên này. So this sentence provide a contrast for this sentence here. Mắng chúng một cách rất tệ hại, even severely scolding them. Okay. Vậy thì em thấy là ủa nhưng mà hình như nãy giờ đọc thấy giống như kiểu vẫn chưa đến vấn đề chính là tại sao lại chọn cái việc phạt đúng thầy. Tại em thấy chưa có cái luận điểm cho cái việc phạt đó. It's not going into the main point yet. Why we should punish them? Okay. This is an explanation already, I think. Cái này là khúc mà giải thích rồi rõ nè. And then this part just basically expand further, okay? Expand the idea. It doesn't have anything to do with why choose child punishment. Khúc này nó chỉ là khúc này chỉ là gọi là mở rộng ra là người trên khắp đất chất khắp thế giới làm gì phạt sao thôi, chứ nó không có giải thích lý do tại sao lại chọn punishment. Khúc này nó lạc ra rồi. This part is quite out of topic here. I think this part belongs to like, you know, another paragraph. Thành nghĩ là cái khúc này nó thuộc về cái đoạn 2, đúng không? Cái đoạn mà hai thân bài đúng hơn. I think this part belong to another you know. Tại vì cả cái đoạn này là bạn đang giải thích cho cái ý sau cái ý hai chấm chấm là chúng ta nên sử dụng cái hình phạt nào. Yeah, because this part sounds like what kind of punishment you should use, isn't it? Yeah. Okay. All right. Oh wait, offspring without S. Okay, sorry. Offspring later on soon. So, đang nói, spoken language. Therefore, vì thế. Thì thay vì chuyện mà trừng phạt trẻ nhỏ với những cái phương cách mà quá hà khắc, chúng ta nên làm gì? Teach you to read, teach we should teach children to, cái loại hai chấm xong rồi mở luận điểm như thế này cũng khá là lạ nhưng mà cũng chấp nhận được phải không đó. This is also like a way, it's a style to write too, một phong cách đấy. The mistakes analyze for children to know the harm of making mistakes. Children em thấy Let's just say, okay, let's just move this one, remove this one. Yeah, bỏ cái này. Yeah. Nó dài nhưng nó nghe nó ổn hơn. Yeah, just do this. I mean, it looks better. Phức tạp. And analyze for children to know the harm of making mistakes. Em vẫn chưa thấy cái không biết phần đâu ra. Okay, it's still unclear, you know. Cái khúc này là khúc này nó về hậu quả nè của chuyện mà mắng nó xong rồi
hậu quả của chuyện không có bình tĩnh. This is like a consequence, part is a consequence of not being patient and scolding, you know, too harsh punishment. Maybe this part leads to this. Có thể là cái khúc mà nó dẫn tới cái chuyện mà nên dùng hình phạt gì, you know, maybe. Nhưng mà hình như ở đoạn dưới không phải là hình phạt. Em thấy là đề dưới chứ chẳng phải là hình phạt. Cái này là ngược với hình phạt rồi. Đúng rồi, em thấy là bạn kiểu dạy cái bạn đang là không cần phải phạt. Đúng rồi. What? But this is actually an example of how you can punish them by getting the money from their pocket money, you know. This is actually a kind of punishment, mild one, you know. Một dạng mà trừng phạt mà khá là nhẹ nhàng đấy. To hold someone accountable. Bắt ai đó chịu trách nhiệm. To hold someone accountable means like to make someone take responsibility for their action. You know, so this one is actually quite good. Nhưng mấy câu nó lẻ, nó lạc lạc, nó làm sao nó cần phải có sự kết nối. This sentence, you need linking words, you know. Cái từ nối nó quan trọng lắm nha. Tại vì nó sẽ kết nối ý là với nhau, ta hiểu hay không là người ta đọc, người ta cần cái từ nối đấy. Linking words so important to link ideas together. Without it, people will be like, what? What do you mean? Okay. Nó liên quan cái ý đằng trước luôn á. It's related to like what has been said before. Phẩy thì thay phẩy là thì liên quan. Chứ nếu mà chấm thì không có liên quan được. Oh yeah, I think it's related. To analyze for children to know the heart. Okay. To hold your child accountable for his or her mistake. To minimize. Là bốn điều lận á. There's actually four things that have been said in this sentence. First, teach children to recognize a mistake. Second, hold your child accountable for his or her mistake. Four, three, minimize the child's preference. And then teach children to recognize their mistake. Four things. Bốn thứ lận. Một nè, hai nè, ba nè, và bốn nè. Bốn điều lận. Thì cái điều mà thứ ba và thứ bốn nó phải có chữ and ở đây. Remember, when you have like two things, you have to have put and in the middle. You have three things, one, two, and three. Four things, one, two, three, and four. Nó phải đặt chữ and vào cái vị trí kế chót và cái chót. Nào không vậy đó. What do you mean? We should. Không có we should, không có we ở đây cả. Educators and parents. Nó đi vào trọng tâm đề bài là phải có những người làm giáo viên giáo dục và cha mẹ con gì nữa. Yeah, this is like exactly what the essay asks you to. The focus is how educator and parents should do, what they should do, you know. Okay, so she mentioned four things, four methods. Okay, and then but then one example like okay, this is like a punishment.
Đây là cái khúc mà trừng phạt nè. But this one only provide example about hold your child accountable. Mà cái khúc này nó chỉ là một cái example của chuyện là bắt nó phải chịu trách nhiệm thôi. Nhưng mà ba cái phần còn lại nó không có. You see, the other three points here, it's not there. This one, and this one, it's not there. It's not, you know, there's no example for it here. You understand what I mean? Cái khúc example này nó chỉ kêu là nó chỉ trách nhiệm là phải trả tiền bằng tiền tần nhận túi của nó thôi. Nhưng mà cái này nó không hề có cái ý là làm tối thiểu hóa hay là hạn chế những cái sự ưa thích của nó, hay là làm cho phân tích cho chúng biết được cái hại của chuyện phạm lỗi, hay là dạy chúng nhận được lỗi sai, như nào. Nó không có ba cái điều đó. So I hope that you will change this one. Please write. Nói chung là chỗ này như nên viết là ví dụ như là làm bể cái vase thì cha mẹ nên nói là gì ta? Cái hành vi đó gây ra tổn hại. Đó là một cái hành vi gây tổn hại. You parents need to say that okay, that is an action that will cause damage. So that is this one. And parents should say that okay, that vase costs that much of money, and if you break it, we have to buy it again. That is the second one. The harm of making mistake. And then of course the third one, the money will have to come from the pocket money of a child. That is the third point here. Cái điểm thứ ba đó là cái tiền phải đến từ cái tiền túi của đứa bé. And the fourth point, to minimize the child preference, maybe you should write like a child will not be given access to computer game for like let's say a week or something. Đứa trẻ sẽ không được cho tiếp cận chơi điện tử một tháng, chơi trong một tuần chẳng hạn. Đó là giới hạn lại cái preference của đứa bé đó. Nói chung là cái example nó cũng phải ủng hộ cho tất cả những điều được nêu ra như nào đằng trước đó. Like, for in general, this example has to follow the point that you mentioned before, you know? Don't leave anything out. Đừng có để quên cái gì cả. Nó mọi người hiểu không? Yeah. Okay, after all, punishment, it's only... Em second. Em vẫn cảm thấy là hình như vẫn chưa có cái đoạn là tại sao lại đồng ý punishment. Em vẫn chưa thấy đoạn là đồng ý cái việc đấy. Nếu ý là nếu mình không viết cái đoạn đấy mà mình tập trung và mình nói về những cái loại hình thức phạt thì có được không thầy? Không được. Vậy thì nếu như vậy em bỏ mất cái câu hỏi thứ nhất là coi như em lạc đề rồi còn gì nữa. So if you forget to say like why choose child punishment, then you are ignoring the first part of the question, which is out of topic. That's bad, really bad. Cái khúc này cần phải viết nhiều hơn này, như cần viết nhiều hơn này. This part means you need to write much more for the reason why you have to choose child punishment. Như phải cẩn thận và đọc đi đọc lại nha, phân tích kỹ logic nha, tại vì vấn đề là em hay bay bổng mơ mộng cái chuyện này, cho nên cái logic của em không được tốt lắm. Like Miss, you need to be careful, you need to analyze your essay again and again and again, read them again, try not to dream too much, daydream, don't try to daydream so much in essay of IELTS. IELTS essay is not about being creative, it's about being correct, being logical. Nhớ nha, thì IELTS essay nó không có thực sự là một cái mảnh đất màu mỡ để cho một sáng tạo đâu. Nó là một cái mảnh đất mà dành cho chuyện logic, hợp lý về mặt lý luận thôi. Rất tiếc là nó không phải một mảnh đất dành cho sáng tạo. It's not a land for creativity. It's not a place for that, unfortunately. Thầy,
cái ý thứ nhất là người ta hỏi cái mức độ đồng ý hoặc là không đồng ý của mình về cái ý kiến đấy thì mình vẫn phải giải thích này. Yeah, well, thế tại sao mình lại không ý không đồng ý? Like, if the first part of the essay, they ask you, like, do you agree or disagree with this opinion, to what extent, you still have to explain why you agree or disagree. Of course, you have to explain why. If you agree with this opinion, it means you agree that you need to punish. Nếu mình đồng tình với cái nhận định này, tức là mình đồng tình là phải phạt. Thì nhưng mà là phải phạt thì phải giải thích tại sao phải phạt. Và phải giải thích rõ ràng ra, you know. Nó đơn giản vậy thôi. Nhiều khi em là nghĩ cũng có nghĩ được ý nhưng mà không biết viết sai cho rõ rồi. Đó là lý do tại sao phải viết dàn bài đấy. That's why you have to write an outline in case you do not think clearly, you know. Nhiều khi nặng ra từ từ, các câu không có liên quan với nhau hết. Remember, when you write essays, a lot of the time, you might try to squeeze out, like squeezing like a cow. You know, squeezing the milk from a cow. Giống như mà vắt sữa bò đó. You know, vặn ra từng ý, nặng ra từng ý. Nhưng mà các câu không liên quan gì hết. It's like you try to squeeze out every sentence when you write essay, just like squeezing milk from a cow. But then, the sentences, they are not really linked together, you know? Now, after all, punishment is only a means, not an end. Thật sự là cái văn phòng của Như rất hay phải không đâu, nhưng mà cái logic nó vấn đề. Like, she's very creative, she's a very creative writer, she's a very creative writer, but not logical. Viết rất sáng tạo nhưng không hề có lý luận logic tốt. Đằng sau tất cả, sau tất cả, chuyện trừng phạt chỉ là một phương cách, không phải cái kết. Wow, see. Not an end. So after punishing children, we should reason. Lại we nữa rồi. After punishing children, people should use reasoning. Con người ta nên sử dụng cái lý luận and analysis và sự phân tích to help you understand why they are punished. They were punished. Để giải thích lý do tại sao chúng đã bị trừng phạt. Because this is after they have been punished, you know, so this is why they were punished. Sau khi chúng bị trừng phạt thì cái này thành quá khứ rồi. The harmful effects of their mistakes. Thế thầy, cái câu này này thầy, thì mình vẫn dùng so ở sau đó phải là được không thầy? Mình vẫn dùng được không? I think here is fine. You can use so after this comma. Yeah. So after. Right and clear. What? Cái gì thế này? Không, các bạn học thầy là các bạn khá lắm rồi đó thiệt. Trải qua 9 tháng luyện basic là các bạn khá lắm rồi đó so với rất nhiều bạn của các trung tâm hay là các thầy cô khác. Chờ thử tưởng tượng các bạn kia còn viết còn sai te le sa, kinh khủng, kinh hoàng luôn á. Đến cái mức nào? Hãy để trẻ em có những ký ức tốt khi chúng còn trẻ và trở thành người tốt cho xã hội sau đó. Doesn't sound like writing, like a written language at all. Chẳng nghe có giống như là văn viết gì hết. Hai câu cuối này thực sự nó không liên quan. Yeah, nó nghe nó lạ lùng, nó không có lạ quẻ lắm, you know.
These last two sentences doesn't sound correct. Anyway, before I became, okay, before I go too deep into that, okay, it's already like 9:26, you see? 9:26 nè. Let's go quickly through Miss Thảo. It seems like she doesn't make that much mistake, but we shall see. Hy vọng Thảo không phạm nhiều lỗi lắm, but we shall see. Okay, the value of goodness, giá trị của cái sự tốt đẹp, should be taught to children at an early age, nên được dạy cho trẻ nhỏ ở lứa tuổi sớm. Giá trị của sự tốt đẹp có phải là sự đúng sai, phân định đúng sai không, isn't it? Ah, okay. So this sentence sounds like it leads to the fact that what is correct and incorrect. Okay. Câu này là cái câu mà dẫn dắt là this is a leading sentence that leads you to this. Nó dẫn mình cái câu này. At an early age, you should know at a young age what is correct and incorrect. Nói hai này lại đi, tại vì nó có liên quan đến nhau. These two are quite linked together. So let's say and. Young, young. Oh yeah, yeah. So this one it's like similar. Okay. Oh, it's correct and incorrect. Đúng rồi, bỏ này đi. Okay. Many people believe that punishment helps children to do the right things. And I also agree that punishment seems to be effective for parents to educate their children. Nhiều người tin rằng chuyện trừng phạt giúp trẻ nhỏ làm những điều tốt đẹp, những điều đúng đắn, phải. Và tôi cũng đồng tình rằng chuyện trừng phạt dường như là một cách hiệu quả cho cha mẹ để giáo dục trẻ nhỏ của họ, phải. Nhưng chọn cái sự trừng phạt mà hợp lý thì cũng là một cái cách quan trọng cho cái sự giáo dục tốt hơn. Nó có nhiều cái vế quá, nó có nhiều cái phần quá, you know. This sentence sounds like too complicated. Sorry? Em nghĩ là ngắt cái câu cuối. Yeah, I think you should split it here, right? Split it over here. Like for example, period, and then nevertheless. Tuy nhiên, nevertheless is however. Same thing. Ngắt ngay đây đi. Okay. Yeah. Một câu thì có, mình cũng có nên kiểu diễn đạt quá dài cỡ bao nhiêu từ là vừa thôi. You can have a mix of complex and simple sentences. Các bạn thấy có một cái sự trộn lẫn, nên có một sự trộn lẫn giữa câu phức và câu đơn. But long sentences, I think, should not be more than 40 words, I think. 40, 45. Cái câu dài thì đừng dài quá 40, 45 từ nha, you know, đọc mệt lắm. What's that? What is that rude ringing sound? Okay. In some cases, applying punishment on young children. Can you, okay, just a moment please, I need to check what is that sound, what that sound is. Okay, in some cases, khoảng trống không cần thiết nè. Applying punishment on young children might bring... Yeah, it might bring several benefits. Or there might be several benefits to applying. Okay, there might be several benefits to
có thể có một số lợi ích cho chuyện sorry có thể có một số lợi ích cho cái chuyện mà áp đặt hình phạt. Several benefits. Sure. To apply punishment on young children, to manage their behavior. I said, oh my God, always trying to. Thật sự thấy rất ghét những người nào mà cứ tự nhiên không không gọi cứ tự nhiên cứ gọi liên tục vậy không text. I really hate people who they initiate calls, you know, they start calls when you are really busy. Why don't you just text? You know. Okay, first of all, a civil discipline is an effective way for parents to make their kids, không nên dùng kids trong IELTS. Don't use kids in IELTS. The children. There you go. Một cái sự kỷ luật phù hợp là một cách mà hiệu quả để cho giúp cho trẻ nhỏ học những cái chúng mong đợi. To make the children learn what they expect. What? To help make the children learn what they expect. What do you mean? Nó lái qua chuyện mà giúp trẻ học được những cái chúng mong đợi là sao không hiểu. Why you are diverting into like learning what I mean, what a parent expects about their children. Là cái kỷ luật. It means parents. Means parents. Là những cái mà kỷ luật mà phù hợp là một cái cách mà hiệu quả. I understand wrong. Day here doesn't mean children. I see. Thì chữ đây này không có refer cho cái chữ children, nó refer to parents. Yes, see? Yes. So when you use refer or referring to a noun, people can misunderstood. People can misunderstand. Does it refer to children or does it refer to parents? Cho nên phải cẩn thận cái khi mà mình referring to a noun, khi mà chúng ta dùng cái tham chiếu nhắc lại hoặc là ý nó là tôi nhắc lại tham khảo cái gì đằng trước đó nha, cẩn thận. Nếu mà trường hợp này mà giám khảo đọc không hiểu được là parent thì là yeah, so that's why here is there's a confusion here. Nó có một cái sự mà không hiểu rõ đây, you know. Thì mình phải sửa làm sao cho nó dễ cho rõ ràng ta. Mà không bị lặp lại parent. Adults. To make children learn what I expected of them. Để giúp chúng học được hành vi mong đợi. To help them learn expected good behavior, I think. Là một cách để học giúp trẻ nhỏ học được cái hành vi tốt mà mong đợi. To learn expected good behavior.
giving a requirement as well as punishment if they break the rules. Do một số cái sự yêu cầu cũng như là trừng phạt nếu chúng phá luật. Okay, so this sentence basically explain further this one. Câu này giải thích rõ hơn câu này. Okay, good. The second reason is that parents and teachers tend to use punishment. Okay. Thay vì nói là lý do tại sao cần phải punish thì bạn có thể nói là những lợi ích của chuyện punishment. Why not? So instead of like saying the reason why we should punish children, I mean, she is going into the talking about benefits. Okay. In order that they could possibly help them realize the essential distinction between bad and good things. Wait. Is that the same thing that the essay is trying to show you? Đây là một cái luận điểm y chang cái bài nó đang muốn nói mà. Okay, but of course we can reuse what the essay give you. Why not? Mình có thể dùng lại, xài lại, nhai lại mấy cái luận điểm mà để nó cho. Why not? Why not? The first discipline should be chosen. Thiếu một đại quan hệ. There's a lack of relative clause here. The first discipline that should be chosen is that children. Okay, thay vì dùng chữ that nó sẽ trùng lặp thì mình dùng which đi. Let's use the word which because I don't want to repeat the word that here. Way, but this one, it's basically cái này nó là một cái đoạn khác luôn này. This part should be made into another paragraph, you know, because this start to talk about like what kind of punishment. Cái khúc này nó liên quan đến cái phần mà bắt đầu là nên trừng phạt như thế nào rồi, nó qua đoạn khác đi. Cái kỷ luật đầu tiên, mình không nói là cái kỷ luật đầu tiên, mà nên nói là những cái phương cách mà để kỷ luật. So basically we don't say the first discipline, we say, let's say the first disciplinary action. Cái hành vi, cái hành động mà kỷ luật đầu tiên mà nên được chọn. The first disciplinary action, disciplinary action which should be chosen is that children might be required to take responsibility for their behavior. Ủa? Nên được yêu cầu là chịu trách nhiệm cho hành vi của chúng. For instance, okay, this is explained further. Chỗ này giải thích thêm nè. Whenever they make a mistake with someone else, bất cứ khi nào chúng phạm lỗi với ai đó, does it mean they make mistake and another person also make mistake? Or they make mistake and it affect another person? Chúng phạm lỗi với ai đó, tức là người này chúng phạm lỗi, người kia cũng phạm lỗi luôn chung với nó hay sao? Hay là cái lỗi đó được thực hiện lên trên cái người ảnh hưởng người kia? You see? Words is, it's not easy. Không dễ đâu. Whenever they make a mistake. That affects someone else. Let's just say, whenever they make a mistake, that affects someone else. Bất cứ khi nào chúng phạm lỗi mà nó gây ảnh hưởng đến cái người khác thì nó nghe nó ổn hơn mọi người. Và nó rõ ràng ra luôn. It's more clear if you say make a mistake, that affects someone else. They have to apologize and find solutions to fix it. Chúng phải xin lỗi và kiếm giải pháp để chữa trị điều đó.
Another punishment that adults seem to be allowed to use is that. Một cái là phạt nữa mà người lớn dường như seem to be allowed to use, dường như có vẻ được cho phép sử dụng. Wait, are you talking about something that already is there? Already in is happening. Đang nói về những cái mà đang diễn ra rồi á ha, chứ mình đâu có hiến kế giống như kiểu mà nên dùng cái gì nó làm cái gì đâu. But it's fine too. It's also a way. Nó cũng là một ổn thôi, nó là một một cách để người ta sử dụng thôi. Ok. Thì là cái phần thưởng của trẻ nhỏ sẽ bị lấy đi. If they cannot follow rules, nếu chúng không có tuân theo luật. In particular, parents could cancel the outing. À, có thể hủy cái chuyến đi ra ngoài chơi on. Not allow them to watch TV in case they do not behave properly. Không cho phép chúng coi TV trong trường hợp chúng không hành xử hợp lý. Hoàng. Một cách đàng hoàng, hành xử đàng hoàng. No, we don't say that. They do not in case they do not behave appropriately. Okay? Do not behave appropriately. Em có nghĩ cái từ appropriately là đủ hay là phù hợp No. Phù hợp một cách đàng, một cách phù hợp, một cách phù hợp chuẩn mực. Do not behave appropriately, In conclusion, I would say that, okay, I would say that rất là lắm nói, it's very spoken language, you say. Let's just eliminate this, bỏ. Punishment seem to be necessary. Cái sự trừng phạt hay là những hình phạt, nếu mà mình muốn nói về những hình phạt là số nhiều. If you want to say like many type of punishment, plural form, okay. But if you want to say punishment in general, without S, không có S, nếu mà mình muốn nói và trừng phạt nói chung. Trường hợp này nó là sự sự trừng phạt nói chung thôi. In this case, it's just like, a general punishment. To help adults educate their children. However. Ok, một số cái sự hình phạt nghe hợp lý nên được chọn cẩn thận để mà tránh ảnh hưởng đến cái sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ nhỏ. Ok, actually that sounds reasonable, nghe có vẻ hợp lý. But let's just comma and then however here this way, Ok, that sounds good now. Any question please? Có câu hỏi cho mọi người. That's 2 hours, nearly 2 hours, you see. Gần 2 tiếng đúng không? Oh, I should take a break now. Okay, so any questions? Are you sure? Okay, just watch this video again and you will see there are more things to discuss. I'll see you then. Bye class, bye mọi người. Bye.
coi lại video là sẽ thấy được nhiều điều thôi. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also follow, press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.